Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái tựa game rất là mới đang ở trong quá trình thử nghiệm, đó là tựa game Dead by Daylight. Nay chúng ta sẽ có sự tham gia của khách mời là Hips Béo với tư cách là Killer. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Đó. chúng ta sẽ chơi tựa game thứ 6 ngày 73. Mình sẽ vào vai một trong những tên sát nhân khủng bố nhất Việt Nam. Hiện tại chúng mình đang ở đồi thông hai bộ, mình không biết là mấy ông kia đang trốn đâu. Mình có nhiệm vụ sẽ phải đi tìm mấy ông đấy. Cảnh vật tối om, có thanh niên nào chưa gì vào đã sửa được máy rồi này. Ông đang ở đâu Đấy, có đứng trước mặt cái nhà gì ấy. Đấy, có thằng đang hì hục sửa máy ấy, ra kích kích át nó phát. Kích át. Kích kích át. Ông làm nhau báo 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 tín hiệu để tôi ra tôi bắt nó cho nhanh. À ô, hai thằng cùng sửa được này. Nổ. Phá phá không cho này sửa không ạ? Có thấy tiếng tim đập nhanh không? Không, không đấy. Ơ chạy chạy chạy. Đây là thanh niên ship béo đuổi nhanh nhé. Chạy. Escape được rồi, escape rồi, escape rồi. Ơ kìa, vãi linh. Đồng đội đâu hết rồi, ra cứu. Ơ kìa. Đồng đội cứu. Đồng đội đâu hết rồi. Đấy, đồng đội chạy như bọn vãi linh đồng đội. Nào, tránh ra để tôi chỉ điểm đồng đội vãi linh. Nhảy, nhảy. Đồng đội đâu rồi? Á lành, đồng đội, à đây, đồng đội đây. Ê, đồng đội đi đi theo thôi. Đây này, kìa kìa, trước mặt kìa kìa. Á lành, xịt béo, ấy trước mặt. À được, à đúng, kìa, dễ trái, dễ trái. Đấy. Trái cái đằng sau cái xe, đằng sau cái xe. Thằng, 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 đằng sau cái đá trước mặt ông ấy. Đằng sau, quay đằng sau, đấy, nó đấy, bên phải. Kìa, đấy, đuổi theo. Vậy lành. Các bạn thấy là một thằng hai thằng hai bên người khó chịu không? Vào bị giết xong vào chỉ điểm. Hai thằng trước mặt, thằng trước mặt. Dây trái. Thả xuống đuổi tiếp. Không là bàn đang dây trái. Thằng kia không biết tại sao là biết vị trí của nó. Dễ phải. Đấy. Vãi lình. Có không đi vòng được khổ ấy. Thằng đâu chỗ nào? Thằng kia đang sửa máy cơ. Thằng trước mặt đấy, trước mặt tôi này. Thằng ở đi thẳng hướng đấy. Ờ rồi. Đâu. Đấy đấy, thằng cứ đi thẳng thôi, đúng đúng hướng rồi, cứ đi thẳng. Đúng rồi, hơi rẽ phải tí. Hơi rẽ phải, chích phải, răng núp ở sau tường đấy. Ơ kìa đỡ. Đấy linh. Đúng rồi, đấy đấy đấy. Có hai thằng, có hai thằng gần đấy. Còn thằng là sau lưng ông nữa. Rồi, để tôi đuổi hẳn một thằng nữa. Đây. Chạy đâu. Rồi. Ok. À, thằng kia phải ra đây nhấc nhấc tao dậy. Thằng kia. À, ơ hưu à, ghê. Nó hưu rồi. À đây này, tôi dãy kinh quá không ạ? Mãi lệnh. Trước tập thể hình. Đấy, tôi có trò này hay lắm, để tôi ra chỗ ông, xong rồi tôi ông cùng đuổi nó. Đấy, bây giờ ra chỗ tôi, ra chỗ cái thằng bị treo anh có thấy nó không? Đấy. Đấy, ra xong anh em mình đi tiếp. Đi ra đuổi, thằng kia lại không ngờ. Thằng kia không 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 ngờ tới, đâu rồi? Đâu rồi? Đấy, tôi đang đứng chỗ thằng bị treo rồi. Đây à? À không, đây, để ra tôi ra thả nó tiếp, xong rồi anh em mình lại đuổi tiếp nó. Vậy đi. Ra, giả vờ, mẹ thượng. Đâu, ra là vờ mày. Tinh thần thượng nghĩa. Đây. Cho chạy đuổi tiếp. Nó đâu rồi? Đây. Đâu rồi? Thằng kia sợ. Đâu. Ơ, thì tôi đứng lên, ông đập tôi ngã, tôi nhìn thấy bọn nó. Ờ, được rồi. Đấy, thằng trước mặt. Thằng trước mặt à? Ờ. Đâu, chỗ nào? Đấy, thằng trước mặt đấy, cứ đi thẳng thôi. Nó đang bị chạy chậm rồi, ôm người chạy kìa, núp sau đá đúng rồi, thằng trước mặt đấy. Rồi nó đâu nữa? Đấy, nó phía đấy. Chạy. thằng kia sợ không dám ra cứu mình rồi. Thằng kia sợ quá rồi. Thằng kia mất tích rồi ông ơi. Ờ. Cái thằng nó, ở đây
đây rồi. Đúng rồi, chết rồi. Vãi, thằng thằng này vẫn ra cứu tôi không ơi? Thằng này ngu không biết này. Vẫn ra cứu tôi này. Chạy chạy ra chỗ chỗ nó bị treo đi không? Ra ra lại giả vờ tinh thần thượng nghĩa. Đây rồi, thấy thấy rồi, thấy rồi. Chết mẹ không ạ? Ai lình. Đâu đang đang bị treo thôi, vẫn vẫn cứu được. À mà. Ơ cái gì đấy? Ủa, thằng này giẫm mày bẫy à? Làm gì có bẫy đâu. Ơ sao tự dưng thằng này? Tôi đang đứng ở chỗ xa này. Đây. Không đâu. Đây đang chạy ra đúng chỗ này đây. Không biết kịp cứu không? Anh đến đây. Máu đang anh đã kịp cứu đây. Come on man. Ông cứu ở đây. Đây đây. Anh đến đây. Anh đến đây. Đây nó đây. Nó lành dính luôn. Dính luôn. À được. Giả vờ chạy theo. Ra vẻ sợ sệt, thực ra là để mẹ chỉ điểm. Ờ. Đây đây đây. Chạy theo nói. Bóp bóp cứ đứng. Đây là... Mày. Hãy đập nhầm tôi rồi. Đâu rồi? Cứu, giả vờ cứu. Tinh thần rồi thượng nghĩa. Ra cứu. Đây rồi rồi. Rồi rồi. Ơ vãi lành, cứu hai lần. Vãi lành. Cứu hai lần. Cứu. Ấy. Ấy. Thằng kia đâu rồi không biết. Thằng kia đâu rồi. Ấn 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 spay trượt. Ấn lệnh. Đâu rồi? Sao hưu khó này. Ưa ưa. Ưa ưa ưa. Kiểu gì ấy. Thế là cứu kiểu gì luôn. Điểm to mẹ đái. Đâu rồi? Mọi thứ lại trở nên yên bình rồi. Đấy thằng kia sửa máy cơ. Đây đi ra đây. Đây đây bên này bên này. Đây đây đây. Đi cho tôi. Đây thằng thay sửa máy cơ. Đâu. Đây này. Rồi. Đây. Đằng sau này. Rồi. Xem nó có trong tủ không? Không có, không có. Tủ không có. Đây đây sửa máy này. Nó sửa máy. Đây 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 đây. Chạy rồi. Đâu rồi ông đâu rồi? Ra đập lại rồi phát. Đâu rồi? Rồi thấy rồi. Tôi thấy mẹ tôi phát hai quả tim ở đây cơ. Đấy. Đập 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 đấy. Chưa được đập ngã. Đây rồi. Thấy thẳng hướng mặt tôi chú ý vào này. Đấy. Nó đây, đây. Thẳng hướng này. Thẳng hướng đầu tôi. Đấy. Đang sửa máy đúng không? Đang sửa máy. Thằng kia chạy không dám cứu mình rồi, sợ. Mỗi lần cứu. Thằng kia lại ra cứu tôi này. Gõ chat phát. Không chat được à? Không chat được. Thằng kia nằm ngửa rồi. À lại thằng này, thằng ông chưa đánh. Thằng Saleya này chưa đánh này. Đấy, quay lại đúng hướng đấy. Ông nhớ cái chỗ phủ ông, lần sau mới hẹn nhau cái giã trượt. Rồi. Đi. Ai thằng này chữa tệ đấy. Toàn để ư đây. Rồi, ui thằng này chết mẹ ông ấy, 3 lần rồi. Ai lệnh 3 lần. Đúng rồi, không cứu được nữa. Đấy, thằng... đấy, quay lại chỗ lốp xe ấy. Ui, bao lốp xe này tôi biết đâu cái nào. Đấy, đấy, thằng trước mặt, tôi đập luôn thằng ấy. Đập luôn thằng này. Đấy, đấy, nó đây này. Chạy nhanh nhé. Đúng rồi, xe buýt, ở chỗ xe buýt. Để ra bóp cản đường nó, thằng này chạy nhanh nhé. Để chạy với. Đây, sau gốc cây. Đây, cản nó ra. Vãi lình, đập nhầm rồi. Thằng trước mặt, đuổi theo, thằng trước mặt. Đuổi theo, đấy. Đúng rồi, thằng. Nó núp kìa.
Lịch. Nó quay lại chỗ tôi rồi. Được rồi, được rồi, được rồi. Sợ sợ không không cứu mình rồi. Sợ. Kiểu huy phản quốc đúng không? Và mảnh loài người. Ui nó chạy nhanh thế nhở. Thằng này có điểm, thằng này có điểm hay sao không? Chạy nhanh lắm. Đó, ấy thấy bị đập cho ôm người thôi đâu phải chạy chậm nhỉ. Ui thằng này mà nó lắc lắc như vậy, đập thì con méo biết hướng nó ở đâu. Ui giời, chạy rồi, nó chạy. Ờ, đập nó, đập nó. Chết, chết, chết. Ngu. Ngu. Ông chạy ông nó phun cả hai cái lính. Thanh niên. Rồi, Đào Huy, come on. Hãy ra đâu nhìn tôi. Nhìn tôi treo sát ở này lên. Vậy là recover xong rồi phải fire help. Này đây, thế thì fit fit mẹ mạng luôn cho nhanh. Đây. Đâu rồi. Ưa, ưa rồi. Ừ ơi. Kêu. Nó đang cố giải thoát nó. À. Ông ra sao? Đây xem nó đi. Đây đang chạy ra đây. Ui. Ui. Nhìn ghê mãi. Cô thoát thoát rồi kìa. À, chắc chắc biết cấu kết. Cấu kết. Đâu rồi? Thằng kia sắp tụt, ôi tôi sắp chết xử rồi. Ê tụt. Ủa vãi. Ê đâu rồi? Ông sắp chết xử, chả ai cứu ông. Ê linh. Ôi giời. Đâu rồi? Hy sinh rồi. Tí máu rồi, đài xử rồi. Ê, tiếng cho nhỏ vẫn to rồi. Rồi. Yeah. Lên level chứ không biết. Ê được một điểm. À, tiếng tròi vẫn to. Nhờ sự giúp đỡ của Phan Đông Huy. Sóc béo rồi. Nhìn buồn cười vãi. Ơ đầu bảng kìa Sơi. À đâu đâu đầu đầu bảng của Survival thằng kia không điểm kìa. Ngu người. Phải vãi đấy. Đấy tựa game chưa lên nổi level 1. Ơ upgrade này, upgrade được rồi này. Ơ nó cho upgrade mà. Được rồi. Cái này lên level lâu hơn. Đây hệ thống upgrade gì đây không biết. Đấy trò này nói chung cũng khá là hấp dẫn và kiểu kinh sợ kinh rùng rợn. Không biết là nên mua cái gì đây để nâng cấp cho lần sau. Đây. Thôi được rồi, thế đây cái clip này mình làm đấy test thế thôi. Có gì bạn nào mà có nick Steam hay là có gì thì comment ở dưới thì có gì em mời nhau vào chơi. Đấy, thì anh Hip Béo có gì chào tạm biệt anh em gì không? À, cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian để theo dõi video của Huy và rất xin lỗi bạn vì đã lâu mình không xuất hiện và rất may mắn lần này chúng mình chơi cùng nhau và đúng lúc anh Huy anh quyết định quay trò này thì hy vọng là các bạn vẫn nhớ mình và cảm ơn các bạn một lần nữa. Có gì các bạn hãy subscribe cho channel của Huy để tương lai thì có thể phát triển thêm nữa và cũng để tăng động lực cho anh ấy. Cảm ơn các bạn và tạm biệt. Rồi, cảm ơn thanh niên ship béo. Ok.